Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án, những quả kèo A-Rock cũng như cờ lam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ở cái video này thì mình gửi tới anh em một con trang web cực kỳ là ngon luôn, đào BTC hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy, anh em sẽ đăng ký và để anh em kiếm xu và quy đổi sang Satoshi của đồng BTC hoặc tất cả các đồng coin khác. Ê, theo mình ý kiến cá nhân của mình ấy thì con này cực kỳ là ngon luôn. Theo mình được chơi nhiều quả kèo mình biết thì chưa? Quả kèo này thì theo mình biết là nó là top 1 luôn. Thì trên máy kia thì mình đã test thử và mình cũng chơi thì nó rút tiền cực kỳ là nhanh luôn, được chưa? Anh em nó rút về full cái bay, được chưa? Thì mình thường thường mình chơi trên máy kia mình test nó vài ok rồi mình mới hướng dẫn anh em đấy. Thì đây là một cái tài khoản mới của mình trên máy khác, còn máy kia thì mình vào rồi đấy. Thì yêu cầu con kèo này thì nó cũng đơn giản thôi, ai mà có máy tính ấy, PC ấy, làm trên máy tính thì nó cực kỳ là nhanh luôn, được chưa? Còn ai mà có trên điện thoại thì anh em cố gắng làm, để vì trên máy tính với điện thoại nó khác nhau ở cái điểm là một đằng là máy tính ấy, thì là nó chạy trên nhiều tab mà nó ít quảng cáo hơn. Với điện thoại thì cái điện thoại thì nó nhiều quảng cáo lắm, anh em hiểu đôm na như thế. Còn máy tính anh em bỏ ra tầm 10 phút thì anh em kiếm được khá nhiều đồng xu, được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký, còn cách kiếm xu như nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em nha, vì kia này kiếm xu cực kỳ gắt luôn. Rồi, đường link con này mình cứ để dưới phần bình luận để cho anh em kích vào. Đấy, khi mình kích vào đường link thì anh nó ra giao diện như trên này, đăng ký cũng đơn giản thôi, anh em sẽ điền mail của anh em vào đây này, được chưa? Và mật khẩu, đấy, mật khẩu và đặt lại mật khẩu là ok. Là anh em bấm sau đó anh em mà kéo xuống dưới này, anh em nhập captcha, ví dụ như cái này là cút này, cái thứ này nếu mà dịch sang tiếng Việt nó là cút, nó là cái gì nhỉ? Đây đấy, anh kích vào cái biểu tượng đây và anh sắp sắp út cho mình để đăng ký. Bây giờ khi đăng ký thì nó ra cái giao diện như trên này, đây đây, hiện tại mình đang dịch sang tiếng Việt trên điện điện a dịch sang trên trong các máy tính nên là nó giao diện nó bé tí, anh em thông cảm nha. Đây, để mà kiếm được thì anh em sẽ là mình đi cua sơ qua lược thì nó tất tất cả các phần kiếm đây, ví dụ như anh em sẽ kích ở phần góc trái này đấy. Đây BTC này hiện tại là có 22 này, quảng cáo này, cửa sổ này 22 này, quần sọt này 21 này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết nha. Anh em xác nhận quyền sở hữu là kích vào phần này cho mình để anh em nhận, mỗi ngày anh em vào đây anh em xác nhận nha, để nhận miễn phí 800.000 cái đồng xu đấy, được chưa? Rồi khi anh em kích vào quyền xác nhận sở hữu ấy thì kích nó ra giao diện như trên này. Anh em có nhìn dấu tích nữa, anh em xóa quảng cáo một cái để làm trên điện thoại nó hay cái bức này nên mình rất khó chịu luôn. Nhưng mà trang web này cực kỳ uy tín luôn, nó có quảng cáo thì nó mới có tiền trả anh em được, được chưa? Rồi anh em có xuống này, đây anh em sẽ điểm danh hàng ngày thì anh em sẽ nhận 800.000 coin tương đương với. Tí nữa mình sẽ rút tiền, hướng dẫn anh em cách rút tiền rồi. Để mà nhận được 800.000 này thì anh em sẽ kéo xuống đây. Anh em sẽ nhập captcha. Đấy, bây giờ mình dịch sang tiếng Việt á. Dạ. Đây, captcha tương đây. Ví dụ như là tiếng Anh đây là. Đây, ví dụ như captcha đây là 6 là 6 nhá. 6 là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. Được chưa? 6 thì đầu đây. 6 là 6 để chọn đây. Line for 1, 2, 3, 4. 4 thì 4 là 4 nha anh em nha. Đây, 4 là 4 đây. Kích vào 4 này. Line là 9 rồi. Được chưa? Rồi sau đó thì anh em kéo xuống chọn cái ô tô này. Captcha này, ô tô. Kích phần ô tô cho mình. Rồi sau anh kéo xuống này. Rồi nhận phần thưởng. Kích phần nhận phần thưởng cho mình này. Rồi chờ nó quay em. Rồi ok, mình nhận được 800.000 coin, nó ok cho mình. Rồi, tức là 2 phút 2 giờ anh em chỗ này có thể tìm tìm hiểu cho mình nhá. Được chưa? Mình sẽ hướng dẫn anh em mấy kia nữa. Đấy.
Vì Bitcoin hiện tại là nó đang xuống thấp thì anh em có thể là lưu trữ để kiếm Bitcoin, để khi mà nó giá cao thì anh em có thể là bán được chưa. Bây giờ mình sẽ dịch sang tiếng Việt nha, trên điện thoại làm nó như nhà như tí đấy, dịch sang tiếng Việt phát. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiếp này. Em kích vào phần ví dụ như BTC là anh em có 20 nhiệm vụ và quảng cáo cơ sở cũng có 20, quần sọc cũng có 21. Anh em làm hết nhiệm vụ trên này một ngày đấy của anh em đấy, anh em cũng kiếm được khá được chưa? Quy đổi sang cũng khá được rơ. Rồi ví dụ như mình kích ở phần cửa sổ đi chẳng hạn, hay là cửa sổ quảng cáo đi chẳng hạn. Vì cái này làm trên điện thoại nắm quảng cáo lắm nên là mình hướng dẫn đây. Ví dụ như anh em được anh em kéo xuống này. Anh em xem cái quảng cáo này 5 giây. Đấy, nó cứ hiện quảng cáo lên vậy. Anh em sẽ zoom to ra tắt đi này. Rồi, kéo vào. Rồi, ví dụ như anh em được 5 giây thì anh em sẽ được là 200.000 cái đồng coin này. Anh kích vào go để vào xem quảng cáo thôi. Đấy cứ như vậy thôi. Cái này thì anh em phải dùng địa chỉ PokerBank nhá. Đấy mình hướng dẫn qua thôi. Anh em cứ vội test vì mình ấn vào nó hiện quảng cáo lắm, được chưa? Rồi kích xem tham gia cái phần BC xem được phần gì đây. Rồi B tiếp tục BC này. Ui BC có 2 triệu 405.000 coin cơ. Khá là ngon. Rồi cái BC này cũng thế nhá. Anh em thì việc xem rồi anh em kiếm cái đồng coin trên góc này thôi, góc trên màn hình này này. Dạ. Rồi bây giờ cái góc trái màn hình này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách rút lên luôn này. Cái cửa phần tiếng Việt xem nào. Rồi anh em cái cửa phần rút lại yêu cầu này. Dạ, rút và yêu cầu này. Vì nó bé nhưng mà nó lắm cái mục. Rồi. Bây giờ anh em lưu ý cho mình này. Cái cửa phần góc phải nó dịch sang tiếng Việt đang hướng dẫn anh em. Đấy, lại hiện quảng cáo lên. Đấy. Ồ, tắt đi rồi. Rồi, khi mà anh em rút đi thì anh em sẽ nhập cái địa chỉ PokerBank của anh em vào đây này. Đó, nhập không phải nhập cái địa chỉ PokerBank đâu, có thể nhập cái địa chỉ Gmail ấy. Gmail của anh em đã đăng ký cái tài khoản PokerBank, cái ví PokerBank ấy. Đấy, nhập cái Gmail của anh em nhé, anh em nhớ rõ cho mình nhập Gmail của anh em. Được chưa? Trên PokerBank, còn ai mà chưa có tài khoản hay là chưa có cái ví của PokerBank thì cũng click vào đường link ở dưới phần bình luận ấy, mình có để đó để anh em đăng ký cái một cái ví PokerBank. Đấy, cho chỉnh chu, đăng ký cũng đơn giản thôi, được chưa? Rồi, cái số lượng thì nó đã ở đây rồi. Đấy, thì như anh em có thể thấy này. Đấy, mình được 0,0011, nói chung là BTC, nói chung là một cái số rất ít luôn thì mình cũng vừa chơi trên máy này thôi. Đấy, còn đấy nó tự động quy đổi luôn cho anh em nha, thì tương đương với bao nhiêu thì tương đương 0,05 cái đồng TRX này. Đấy, nó tự tương đương với anh em để anh em gì thôi, anh em làm thôi. Còn thông bình ấy, mình cứ chuyển về cho BTC cho nó uy tín đi chưa. Đấy, còn anh em nhập cái Gmail của anh em đăng ký phong cái bài vào đây và số lượng này nó tự động nó có trên này rồi. Đấy, nó tự động nó ghi trên này rồi, của anh em được bao nhiêu thì anh em làm nhiệm vụ được bao nhiêu thì nó tự động ghi trên này rồi. Thì anh em nên sử dụng trên máy tính thì đơn giản hơn, chứ mình hướng dẫn nó về nó vì nó nắm quảng cáo, nó hướng dẫn nó rất chi là khó. Rồi anh em kéo xuống và nên rút phần rút này là tự động nó sẽ rút về ví cho anh em. Dạ. Đấy, còn bây giờ mình hướng dẫn anh em lấy đường link nhé. Em lại kích vào phần ba gạch này cho mình này, để đi giới thiệu bạn bè. Rồi em kích vào phần bảng điều khiển người dùng này. Đấy, tất cả các vòi các thứ này anh em có thể là liên kết. Rồi anh em kéo xuống này. Đấy, quảng cáo nhiều chưa. Rồi kéo xuống này. Đấy. Rồi anh em kéo xuống này. Kéo xuống thì đây là cái đường link của anh em này, đấy chưa? Đấy, và anh em có thể sao chép này, giữ đường link này. Đấy, để lấy đường link này đi giới thiệu anh em trên các trang mạng xã hội để anh em kiếm thêm là 800.000 đúng không ạ? 800.000 cái đồng coin su này để quy đổi sang BTC. Anh em cố gắng làm gì vì cái này là trang web cực kỳ uy tín luôn. Mình nó rút rồi và tiền nó về trong vòng mấy giây thôi. Nói chung là khá là ngon. Thì hiện tại thì min trên cái tài khoản này của mình thì cũng chưa mình cũng chưa thích rút cho lắm, thấy chưa?
vì mình chưa thích quy đổi cho năm, nên là cái này nó liên kết với ví pocket bay, anh em cứ yên tâm một điều như thế. Thì chưa, rồi kết thúc video cho em Chiến nhé, bây giờ chào.